Tiểu thuyết Mùi hương của phu nhân áo đen, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16: Khám phá châu Úc. Dần trăng quốc dần ngay mặt của ông ta. Ông ta tưởng đang ở một mình trong đêm, và đây chắc chắn là một trong những thời điểm mà ông bỏ lớp mặt nạ ban ngày. Thoạt tiên, cặp kính đen đã ngừng bảo vệ ánh mắt bất định của ông. Và nếu tầm vóc của ông trong những giờ đóng hài kịch mệt mỏi vì luôn phải công bằng hơn bản chất tự nhiên, nếu đôi vai do tròn rất khéo léo, thì đây là giây phút mà tấm thân to lớn của Lạc Xăng ra khỏi sân khấu sắp thư giãn. Tôi rình hắn trong hậu trường, đằng sau những cây sung bạc Paris, không có một cử động nào của hắn thoát khỏi tôi. Bây giờ hắn đang đứng trên đại lộ phía Tây, giống như một cây bệ dưới hắn. Những tia sáng trăng bao phủ hắn bằng một luồng sáng lạnh lẽo và tan tóc. Có phải đó là đặc sắc không? Hay là bóng ma của ông ấy? Hay là cái bóng của Lạc Xăng trở về từ cõi chết? Tôi phát điên rồi. Thật ra phải thương xót vì tất cả chúng tôi đều điên. Chúng tôi trông thấy Lạc Xăng khắp nơi, và có lẽ ngày kia đặc sắc cũng thấy tôi, Saint Clair và tự nhủ, dạ mà đó là Lạc Xăng. Một ngày kia tôi nói như thể đã hàng năm chúng tôi bị giam giữ trong tòa lâu đài này vậy, thì mới đúng 4 ngày. Chúng tôi đã đến đây ngày 8 tháng 4 vào một buổi tối. Chắc hẳn, nhưng chưa bao giờ trái tim tôi lại đập mạnh như thế khi tôi tự đặt ra câu hỏi khủng khiếp cho những người khác. Có thể như thế thì bớt khủng khiếp hơn khi nói về những người khác. Và rồi chuyện xảy ra với tôi thật đặc biệt. Thay vì tâm trí tôi lùi lại sợ hãi trước dược thẩm của một giả thuyết không tin nổi như thế, trái lại, nó thật thu hút, lôi kéo quyến rũ một cách kinh khiếp. Nó có sự chông mặt và tôi không làm gì để lẩn tránh nó. Giả thuyết ấy đẩy tôi không rời khỏi cái bóng ma đang đứng trên đại lộ phía Tây, cảm nhận được những thái độ, những cử chỉ có sự giống nhau từ đằng sau của hắn. Và rồi gương mặt nhìn nghiêng, và rồi gương mặt đó, thế đấy, nó hoàn toàn giống như Lạc Xăng, phải, nhưng như thế nó lại hoàn toàn giống Đặc Sắc. Làm thế nào mà ý nghĩ này lại đến với tôi trong đêm ấy? Lần đầu tiên khi tôi nghĩ đến điều đó, chắc nó phải là ý nghĩ đầu tiên của chúng ta. Có phải lúc có bí mật căn phòng vàng, Lạc Xăng không hề xuất hiện, vào lúc tội ác xảy ra, hoàn toàn lẫn lộn với cái bóng của Đặc Sắc? Đó có phải ông Lạc Sắc mới vừa tìm câu trả lời mà cô Sangerson ở văn phòng bưu điện 40 chính là Lạc Sắc? Có phải vị hoàng đế cải trang này chưa từng tiến hành cải trang thành công thành ra Đặc Sắc, đến nỗi hắn đã thành công trong việc tố cáo tội ác của chính mình cho vị hôn phu của cô Sangerson sao? Chắc hẳn, nhưng dù sao, nếu tôi ra lệnh cho trái tim lo âu của mình im lặng để có thể nghe lý trí, tôi biết rằng giả thuyết của tôi là điên rồ. Điên rồ sao? Tại sao? Này, hắn ở đó, cái bóng ma của Lạc Xăng trái dài trên cặp đùi như chiếc keo lớn, đi giống hệt Lạc Xăng. Phải, nhưng hắn lại có đôi vai của Đặc Sắc. Tôi nói là điên rồ bởi vì nếu người ta không phải là Đặc Sắc, người ta có thể giả dạng thành ông trong bóng tối, trong bí mật đằng xa như vào dịp thảm kịch ở Clanchier. Nhưng ở đây, chúng tôi chạm vào con người này, chúng tôi sống với ông ta. Chúng tôi sống với hắn sao? Không, thoạt tiên hắn hiếm khi ở đó. Hắn hầu như luôn giam mình trong phòng ngủ hay cúi xuống công việc vô ích trong tháp tao bạo. Thầy đây, tôi thề đó là một viện cớ hay khi muốn vẽ để người ta không thấy được cái đầu của mình và để trả lời với mọi người mà không quay đầu lại. Nhưng cuối cùng, hắn không phải luôn luôn vẽ. Phải, nhưng bên ngoài, luôn luôn trừ tối nay hắn có cặp kính kẹp 2 tròng màu đen. À, vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm thật là thông minh. Chiếc đèn nhỏ đã gây nổ, tôi luôn nghĩ như vậy. Đã phục vụ cho Lạc Xăng khi Lạc Xăng thay chỗ Đặc Sắc. Nó cho phép hắn luôn tránh được, luôn luôn ánh sáng ban ngày. Vì mắt bị yếu, sao kìa? Cả đến cô Sangerson và Runtabin cũng không thu xếp để tìm trong góc bóng tối nơi cặp mắt của ông Đặc Sắc không có gì đáng ngại như dưới ánh sáng ban ngày. Giả lại, hơn mọi thứ khác, chuyện đó đáng suy nghĩ. Từ khi chúng tôi đến đây, mối bận tâm về cái bóng, chúng tôi rất ít gặp ông, nhưng luôn trong bóng tối. Căn phòng hội đồng nhỏ rất tối, tháp Louvre cũng rất tối, và hắn đã chọn 2 phòng ngủ ở tháp vuông, những căn phòng luôn chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Dù sao, xem nào, người ta không thể lừa Runtabin như thế. Mới chỉ có 3 ngày, tuy nhiên, như Runtabin nói,
Lạc Sang sinh ra trước Runtabin vì hắn là cha của anh. À, tôi thay lại cử chỉ đầu tiên của Đạt Sát khi ông đến đón chúng tôi ở Can và ông lên khoang của chúng tôi. Ông đã kéo màn, bóng tối, luôn làm vậy. Cái bóng ma bây giờ trên đại lộ phía Tây đã quay về phía tôi. Tôi nhìn thấy rõ lắm, thẳng mặt, không có cặp kính hai tròng. Ông ta bất động, ông đứng đó như thể sắp được chụp ảnh. Đừng cử động. Đấy, được rồi. Vậy thì đó là hô bé Đạt Sát, đó là hô bé Đạt Sát. Ông lại tiếp tục đi. Tôi không biết nữa, có điều gì đó thiếu thiếu trong bước chân của Đạt Sát để tôi nhận ra bước chân của Lạc Xăng. Nhưng là cái gì? Phải, Runtabin chắc đã thấy hết. Runtabin lập luận nhiều hơn nhìn. Dạ rồi, anh có nhiều thời gian để nhìn hơn thế không? Không, chúng ta từng quên rằng Đạt Sát đã ở miền Nam 3 tháng. Đúng vậy. À, người ta có thể lập luận từ chuyện này. 3 tháng trong thời gian đó người ta không gặp ông. Khi ra đi, ông bị bệnh, ông trở về thì rất khỏe. Người ta không hề ngạc nhiên khi gương mặt một người hơi thay đổi, khi họ ra đi với muôn ngạc chết chóc, mà lại tái xuất hiện với vẻ mặt của người sống. Và lễ cưới đã được diễn ra ngay lập tức. Trước đó, ông lộ mặt với chúng tôi rất ít, và từ đó, và giả lại chưa đầy một tuần giữa tất cả những chuyện đó, một Lạc Xăng có thể ra tay trong 6 ngày. Con người đó, Đạt Sắc hay Lạc Xăng, xuống khỏi bục ở đại lộ phía Tây và đi thẳng lên chỗ tôi. Hắn có thấy tôi không? Tôi thu mình lại nhỏ hơn đằng sau cây sung bạc Paris. Bà thang gián mặt trong đó, Lạc Xăng có thể nghiên cứu mọi thói tật, mọi biểu hiện của Đạt Sắc. Và rồi người ta xóa bỏ Đạt Sắc và thế chỗ ông. Và vợ ông, người ta mang đi, trò đã chơi xong. Giọng nói còn gì dễ hơn bắt chước giọng nói miền Nam. Người ta có nhấn giọng nhiều hơn hoặc ít hơn, vậy thôi. Tôi tưởng như đã quan sát thấy ông ta nhấn giọng nhiều hơn. Phải, ông Đạt Sắc hôm nay có cách nhấn giọng, tôi nghĩ vậy, nhiều hơn người trước đám cưới. Ông hầu như đứng ngay chỗ tôi. Ông đi qua bên cạnh tôi. Ông ta không thấy tôi. Là Lạc Xăng. Tôi nói với các bạn, đó là Lạc Xăng. Nhưng hắn dừng lại một giây, cuống cuồng nhìn vào mọi vật đang thiếp ngủ quanh hắn. Từ hắn toát ra niềm đau đơn độc và hắn rên rỉ như hắn là một người bất hạnh đang thương. Đó là Đạt Sắc. Giờ rồi hắn đi và tôi vẫn ở đó đằng sau cây sung suy sụp vì điều mà tôi đã dám nghĩ. Tôi đã ở đó lả đi như thế trong bao lâu? 1 giờ, 2 giờ. Khi tôi nhóm dậy, lưng tôi như muốn gãy và đầu óc rất mệt. Ồ, rất mệt. Tôi đã đi dọc theo những giả thuyết choáng váng của mình cho đến mức tự hỏi phải chăng do tình cờ. Tình cờ, tên Lạc Xăng ở trong tu khoai tây được gọi là xúc xích, có phải đã được thay thế bằng Đạt Sắc? Hắn đã mang ông đi trên chiếc xe anh do Toby kéo đến vực thẳm giếng Castillon không? Hoàn toàn có thể. Tôi thấy cái xác hấp hối, bỗng tái sinh và gian xin ông Đạt Sắc thế chỗ cho hắn. Không nên, để tôi đẩy xa sự kích động của mình với ước đoán ngu ngốc này. Không gì hơn, nhớ lại bằng chứng tuyệt đối về tính chất khả thi của chuyện đó đã được cung cấp cho tôi vào sáng nay qua một cuộc nói chuyện thân mật giữa ông Đạt Sắc và tôi khi ra khỏi phiên họp trong tháp vuông. Phiên họp trong đó đã xác nhận sự chấm dứt của cái xác dư. Lúc đó, vì chuyện của hoàng thân Galic mà hình ảnh mờ ảo không ngừng theo đuổi tôi, tôi đã đặt cho ông ấy vài câu hỏi mà ông ấy trả lời ngay và liên tưởng đến một cuộc nói chuyện khác rất khoa học mà chúng tôi đã nói với nhau vào hôm trước. Đạt Sắc và tôi, và về mặt vật chất thì câu chuyện này không hề có ai khác nghe thấy ngoài hai chúng tôi. Cũng về đề tài của hoàng thân Galic, chỉ có ông biết cuộc nói chuyện đó và không nghi ngờ gì nữa qua đó rằng ông Đạt Sắc đang làm cho tôi rất bận tâm hôm nay, không ai khác hơn là người ngày hôm trước. Đó là ý nghĩ về sự thay thế này có phi lý đến đâu, dù sao người ta cũng sẽ tha thứ cho tôi vì đã nghĩ đến chuyện ấy. Runtabin cũng từng nghĩ đến qua cách anh nói với tôi về cha mình như một vị thần quá thân. Và tôi quay trở lại với giả thuyết duy nhất có thể có một Lạc Xăng đã thay thế chỗ của một Đạt Sắc, chỗ ở đám cưới khi hôn phu của cô Stangerson ở Paris sau 3 tháng gian mặt ở miền Nam. Sự than phiền xé lòng của Đạt Sắc, tưởng hắn chỉ có một mình, đã để lộ ra lúc nãy bên cạnh tôi, không thể xua đuổi hoàn toàn ý nghĩ ấy. Tôi thấy hắn đi vào nhà thờ Saint Nicolas de Chardonnay. Giáo phận trong đó hắn muốn đám cưới diễn ra, có lẽ tôi nghĩ vì không có nhà thờ nào tối tăm hơn ở Paris. À, người ta ngốc một cách lạ lùng khi trong một đêm trăng, người ta ở phía sau một cây sung bạc Paris
bị những ý nghĩ về lạc xăng chiếm lấy. Rất rất ngốc, tôi tự nhủ khi nhẹ nhàng đi xuyên qua khối cửa hướng ra biển, trở lại cây giường đang chờ tôi trong một phòng ngủ nhỏ đơn độc trong lâu đài mới. Rất ngốc, vì như Runtabin đã nói, nếu lúc đó lạc xăng là đặc sắc, hắn chỉ cần mang con mồi xinh đẹp đi và không cần tái xuất hiện trong hình dạng lạc xăng để làm cho Martin hoảng hốt. Và hắn không đưa nàng đến pháo đài Equin giữa những người thân của nàng. Và hắn không cần có sự đề phòng sẽ tàn hại mưu tính của mình khi lại lộ mặt. Trong thuyền của Tulio lộ ra gương mặt đầy đe dọa của Russell Bermeyer. Lúc đó Martin thuộc về hắn và từ lúc đó nàng đã bị chiếm lại. Sự tái xuất hiện của lạc xăng đã cướp vĩnh viễn phu nhân áo đen ra khỏi đặc sắc. Vậy đặc sắc không phải là lạc xăng. Ủa tôi đau đầu quá. Đó là vầng trăng chói chang trên cao đã quất vào não tôi một cách đau đớn. Tôi bị đau đầu vì trăng. Giờ rồi chẳng phải hắn đã xuất hiện trước Arthuras trong công viên Manton. Lúc đó đặc sắc vừa lên xe lửa đưa ông đến Can đi đón chúng tôi sao? Nếu Arthurans nói thật, tôi không thể ngủ yên bình. Và tại sao Arthurans lại nói dối? Arthurans, thêm một người nữa yêu phu nhân áo đen không bao giờ ngừng yêu. Bà Edith không phải là một kẻ ngốc. Bà đã thấy hết bà Edith. Nào, chúng ta đi ngủ thôi. Tôi còn ở dưới cửa ngầm người làm giường và sắp vào sân táo bạo. Thì dường như tôi nghe điều gì đó có thể nói rằng một cánh cửa được đóng lại. Điều đó được làm như một tiếng động của gỗ và sắt, tiếng ổ khoa. Tôi nhanh nhẩu đưa đầu ra ngoài cửa ngầm và tôi tưởng như mình thấy một cái bóng người mờ ảo ở gần cửa lâu đài mới. Một cái bóng ngay lập tức lẫn lộn với bóng của chính lâu đài mới. Tôi trang bị khẩu súng lục của mình và nhảy ba bước. Đến phiên mình, tôi vào khuất trong bóng tối. Cửa của lâu đài mới đã đóng và tôi ngỡ rằng từng nhớ mình đã để cửa hé mở. Tôi rất xúc động, rất lo lắng. Tôi cảm thấy thật đơn độc. Vậy ai có thể đang ở quanh tôi? Đương nhiên, nếu cái bóng tồn tại ngoài tầm nhìn của tôi và tâm trí đang rối loạn của tôi, thì bây giờ nó chỉ có thể ở trong lâu đài mới, vì sân táo bạo, quang vắng. Tôi thận trọng đẩy cánh cửa và vào trong lâu đài mới. Tôi chăm chú lắng nghe và không hề cử động ít ra trong 5 phút. Không có gì hết. Chắc tôi đã làm. Tuy nhiên, tôi không quẹt diêm quẹt. Và thật lặng lẽ, tôi leo lên cầu thang rồi vào phòng mình. Ở đó tôi đóng cửa lại và mới thở thoải mái. Ảo giác này tuy nhiên lại tiếp tục làm cho tôi lo lắng hơn mức mà tôi muốn thú nhận với chính mình. Và dù tôi đi nằm, tôi vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng tôi không theo lý trí. Ảo giác về cái bóng và ý nghĩa về đặc sắc lại hòa trộn lá lùng trong đầu óc mất cân bằng của tôi. Đến nỗi tôi đi đến chỗ tự nhủ, tôi chỉ được yên tĩnh khi được chính ông đặc sắc đảm bảo rằng ông không phải là lạc xăng. Và tôi sẽ không bỏ qua cơ hội làm điều này vào lần tới. Phải. Nhưng bằng cách nào, kẹo rau của ông chăng, nếu tôi làm, ông sẽ coi tôi như một thằng điên hay ông đoán được ý nghĩ của tôi và điều đó không đủ để an ủi ông trong mọi bất hạnh mà ông đang rên xiết. Trong những bất hạnh của ông, chỉ còn thiếu chuyện bị nghi ngờ là lạc xăng. Tình lình, tôi ném chăn, tôi ngồi trên giường và kêu lên, Châu Úc! Tôi vừa nhớ lại một giai đoạn mà tôi đã nói ở đầu câu chuyện này. Người ta nhớ lại rằng, nhân vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm, tôi đã đưa ông Robert đặc sắc đến chỗ dược sĩ. Thế là trong lúc người ta săn sóc ông vì ông phải bỏ áo sắc két, tay áo sơ mi của mình. Trong một động tác sai, ông đã dán lên đến khuỷu và dừng lại ở đó trong suốt thời gian được chăm sóc. Điều này cho phép tôi nhận thấy rằng ông đặc sắc gần chỗ cánh tay phải bị chảy máu. Có một vết bớt bẩm sinh rộng mà các đường viền dường như phóng theo một cách kỳ lạ hình vẽ địa dư của châu Úc. Về mặt tinh thần khi dược sĩ làm việc, tôi không hề ngăn mình đã ở trên cánh tay này, ở những chỗ mà nó chiếm trên bản đồ, như Melbourne, Sydney, Adelaide, và dưới cái vết rộng này còn có một vết nhỏ xíu tọa lạc ở vùng phụ cận một mảnh đất gọi là Tasmania. Và khi tình cờ sau này tôi đi đến chỗ nghĩ rằng nhân tai nạn này ở nhà dược sĩ và cái bất bẩm sinh, tôi luôn nghĩ vậy bằng một mối liên hệ về ý tưởng rất dễ hiểu đến châu Úc. Và trong đêm không ngủ này thì châu Úc lại xuất hiện với tôi. Ngồi trên giường, tôi chỉ có thời gian khen ngợi mình đã nghĩ tới một bằng chứng quyết định như thế về lai lịch của Robert đặc sắc. Và tôi bắt đầu lai lộng một câu hỏi để biết làm thế nào mà tôi có thể thực hiện để cung cấp cho chính mình. Thì một tiếng động đặc biệt làm tôi giọng tay lên.
Tiếng động lặp lại, có thể nói rằng những bậc thang rung lên răng rắc dưới những bước chân chậm và thận trọng. Thở hổn hển, tôi đi đến cửa và áp tay vào lỗ khóa. Tôi lắng nghe. Ban đầu đó là sự im lặng, và rồi những bậc thang răng rắc thêm một lần nữa. Ai đó ở trên cầu thang, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Và ai đó có nhu cầu che giấu sự có mặt của mình. Tôi nghĩ đến cái bóng mà tôi ngỡ đã thấy lúc nãy khi vào trong sân táo bạo. Cái bóng đó có thể là ai? Và nó làm gì trên cầu thang? Nó đi lên chăng? Hay là đang xuống? Một lần nữa lại im lặng. Tôi tranh thủ lúc này để mặc quần thật nhanh và trang bị khẩu súng lục. Tôi đã mở cửa mà không làm cho nó rít lên trên bản lề. Nén hơi thở, tôi tiến đến lan can cầu thang và chờ. Tôi nói lâu đài mới đang ở trong tình trạng hư hỏng. Những tia sáng tăng tốc của mặt trăng chiếu đến xuyên xuyên qua những cửa sổ cao mở ra trên mỗi bậc thang nghỉ và cắt rõ ra từng vuông ánh sáng nhợt nhạt trong đêm mờ đục của chiếc lồng cầu thang quá rộng. Tòa lâu đài thảm khổ được chiếu sáng như thể có nhiều chỗ chỉ khẳng định hơn thôi. Lan can cầu thang đổ nát, những chấn sông gãy, những bức tường loang lổ đây đó, có những mảnh thảm tựa vào lúng lắng. Tất cả những điều đó rất ít gây ấn tượng cho tôi vào ban ngày, nhưng lại tác động mạnh vào tôi một cách lạ lùng. Và đầu óc tôi sẵn sàng thể hiện khung cảnh hắc ám trong quá khứ này như là một nơi thuận tiện cho bóng ma nào đó xuất hiện. Cái bóng lúc nãy đã luồn vào những ngón tay của tôi, vì tôi tưởng chừng như mình đã chạm vào nó. Dù sao một con ma có thể dạo chơi trong một tòa lâu đài mà không làm bậc thang kêu răng rắc. Nhưng chúng không kêu răng rắc nữa. Bỗng chợt, khi tôi đang cúi xuống phía trên lan can, tôi lại thay cái bóng. Nó được soi sang một cách chói chang, khiến cái bóng trở thành luồng sáng. Dần trăng đã thắp sáng nó như một ngọn đuốc, và tôi nhận ra Robert đặc sắc. Ông đến tầng trệt và băng qua hành lang, ngẩng đầu về phía tôi như thể ông cảm nhận được ánh mắt của tôi đang đè nặng lên ông. Theo bản năng, tôi lại lùi về phía sau. Và rồi tôi trở lại chỗ quan sát của mình kịp lúc để thấy ông biến mất trong một hành lang dẫn đến một cầu thang khác sử dụng cho một phần khác của tòa nhà. Điều này có nghĩa là gì? Robert đặc sắc làm gì vào ban đêm ở lâu đài mới? Tại sao ông ta lại đề phòng đến thế để không ai thấy mình? Hàng ngàn mối ngờ vượt xuyên qua tâm trí tôi, nơi mà đúng hơn là những ý nghĩ sống lúc nãy lại siết lấy tôi với một sức mạnh khác thường. Và theo dấu của đặc sắc, tôi lao vào khám phá châu Úc. Tôi vừa đến hành lang vào ngay lúc ông rời nơi đó và bắt đầu leo lên, luôn rất thận trọng, những bậc thang rêu phong của chiếc cầu thang thứ hai. Nấp trong hành lang, tôi thấy ông dừng lại ở bậc thang nghỉ thứ nhất và đẩy một cánh cửa. Và rồi tôi không còn thấy gì nữa, ông đâm vào trong bóng tối và có lẽ trong phòng ngủ. Tôi leo lên cho đến cánh cửa này đã đóng lại và chắc rằng ông ở trong phòng ngủ. Tôi gõ 3 tiếng và tôi đợi. Tim tôi đập muốn vỡ, tất cả những căn phòng ngủ đều không có người ở, bỏ quang. Ông Robert đặt ra đến làm gì ở trong những căn phòng ngủ đó? Tôi đợi 2 phút đối với tôi có vẻ như bất tận, và vì không có ai trả lời tôi, vì cánh cửa không mở ra, tôi lại gõ thêm lần nữa và tôi chờ thêm. Lúc đó, cửa mở ra và Robert đặt ra nói với tôi bằng giọng thật tự nhiên. Là anh à, St. Clair, anh muốn gì ở tôi, anh bạn? Tôi muốn biết, tôi nói. Và tay tôi siết chặt khẩu súng lục trong đáy túi, và giọng nói của tôi gần như bị bóp nghẹn. Thật ra tôi sợ, tôi muốn biết ông làm gì ở đây vào giờ này. Điềm tĩnh, ông châm một viên quẹt và nói, anh thấy đấy, tôi chuẩn bị đi ngủ. Và ông thắp một ngọn nến mà người ta đã đặt trên ghế, vì trong phòng hư hỏng này không hề có một chiếc bàn ở đầu giường. Một cái giường ở trong góc, một cái giường sắt mà người ta chắc mới mang đến trong ngày là tất cả đồ đạc trong phòng. Tôi tưởng rằng đêm nay ông phải ngủ bên cạnh bà đặc sắc và ông giáo sư ở tầng 1 của tháp Louvre. Căn hộ quá nhỏ, tôi có thể làm phiền bà đặc sắc. Con người khốn khổ nói một cách cay đắng. Tôi đã yêu cầu bẹt nhê cho tôi một cây giường ở đây, và rồi ngủ ở đâu cũng được vì tôi đâu có ngủ. Chúng tôi cùng im lặng một lúc. Tôi hoàn toàn hổ thẹn về mình và những sự kết hợp kỳ quái mà mình đặt ra. Và nói thẳng, nỗi ân hận của tôi đến mức mà tôi không thể kèm được lời lẽ biểu hiện. Tôi thu nhận hết với ông những mối ngờ vực chưa luôn của tôi, và làm thế nào mà tôi tin rằng khi thấy ông lang thang bí ẩn trong đêm trong lâu đài mới, rằng ông có vấn đề với lạc xăng, và làm thế nào tôi quyết định đi phát hiện châu Úc, vì tôi không giấu ông rằng mình đã đặt mọi hy vọng vào châu Úc.
Ông lắng nghe tôi với gương mặt đau đớn nhất trên đời và trầm tĩnh. Ông nhấc tay áo lên và đưa cánh tay đến gần ngọn nến. Ông chỉ cho tôi thấy vết bực bẩm sinh chắc là làm cho tôi tỉnh trí lại. Tôi không muốn nhìn thấy, nhưng ông này nỉ để tôi chạm vào nó. Và tôi phải công nhận đó là một vết bớt rất tự nhiên, và trên đó người ta có thể đặt những dấu chấm nhỏ với những tên thành phố Sydney, Melbourne, Adelaide, và phía dưới có một vết nhỏ khác thể hiện vùng Tasmania. Anh có thể chà xát. Ông nói với giọng đã biến đổi hoàn toàn. Nó không trôi đâu. Tôi còn xin ông tha lỗi mắt đẫm lệ, nhưng ông chỉ muốn tha lỗi cho tôi khi ông đã buộc tôi kéo râu ông, bộ râu không rơi ra tay tôi. Chỉ lúc đó ông mới cho phép tôi đi ngủ lại, điều mà tôi đã làm và coi mình như thằng ngốc.